Hello, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ về kỹ năng Internet Marketing. Và trong video này, Hường sẽ chia sẻ về cái cách làm thế nào để tạo ra những cái video vuông đăng lên Facebook như thế này. Khá là đơn giản, mọi người có thể thấy không? Những cái video như thế này. Hoặc là những cái video như thế này. Hoặc là những cái video thoải mái. Nói tóm lại là các bạn muốn làm những cái kiểu như thế này thì các bạn làm rất là đơn giản bằng phần mềm tên là Camtasia. Phần mềm Camtasia này, các bạn có thể edit được các video TikTok hay các thể loại video YouTube luôn nha. Có viền, có ảnh bìa. Trước khi hướng dẫn làm thế nào để làm được những video vuông vậy thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Hường, đăng ký, bấm vào nút chuông thông báo như thế này và đang để mà nhận những cái video mới nhất chia sẻ về Internet Marketing, cũng như là bình luận bên dưới xem các video kế tiếp, tham gia vào các lớp chia sẻ miễn phí của Hường về kiếm tiền online MMO hoặc là Affiliate Marketing nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Để mà cài đặt được cái phần mềm Camtasia vào máy, nó cài xong thì nó sẽ có giao diện như thế này. Thì các bạn muốn cài đặt, bạn có thể lên mạng gõ tải cái phần mềm Camtasia, tải phần mềm Camtasia xuống. Thì rất là nhiều người hướng dẫn cái cách là làm nào để sử dụng bản crack không bản quyền. Tuy nhiên, nếu như các bạn muốn sử dụng cái bản bản quyền với chi phí thấp hơn thì có thể xem video ở bên dưới phần mô tả, Hường hướng dẫn sử dụng phần mềm Camtasia bản quyền với chi phí thấp hơn. Nói tóm lại là các bạn muốn tải được phần mềm Camtasia thì cứ lên Google gõ cách tải phần mềm Camtasia hoặc là tải phần mềm Camtasia trên YouTube cũng vậy. Ok, hoặc là xem video bên dưới phần mô tả của Hường. Rồi, đối với phần mềm này thì tải một lần thôi và chúng ta sử dụng hoài, sử dụng mãi mãi. Sau khi mà chúng ta mở cái phần mềm này lên, bây giờ Hường đang mở sẵn rồi, tắt nó, mở lại. Mình bấm mở Camtasia. Rồi, ở đây chúng ta bấm vào New Project. Rồi, mở bự ra cho dễ nhìn. Ở đây chúng ta bấm vào cái chỗ Import Media này, cái mục Media này. Bấm vào chữ Import Media để nhập dữ liệu vô. Ví dụ như Hường sẽ nhập dữ liệu vô, nhập một cái video. Hường nhập video này đi. Đã, nhập video này. Bây giờ Hường muốn là biến nó thành một cái video, coi như video chia sẻ trên fanpage của mình. Thì đầu tiên á, mình sẽ chỉnh sửa nó cái này thành video vuông đã. Thì chúng ta bấm vào cái ở trên này, bấm vào project setting, chuyển nó thành video vuông. Chúng ta có thể chọn cái kiểu video vuông, kiếm custom nó, custom. Ví dụ như chúng ta có thể để 1920, 1920 hoặc là để 1080, 1080. Nó tóm lại là nó hình vuông là được, để cái vuông, cái kích thước hình vuông là được. Bấm apply. Apply nó thì chúng ta đã có một cái video vuông đúng không? Kéo vô. Kéo vô đây. Thì mọi người thấy là chúng ta đã có giống 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 cái video ở trên fanpage rồi. Bây giờ mình sẽ muốn là cái viền của nó đang màu đen, mình muốn nó màu khác đi cho nó nổi. Mình lại bấm tiếp project setting rồi mình vô cái màu đen này, mình sẽ chỉnh nó thành cái màu mình thích. Ví dụ cái màu mà được cho rằng là kích thích người xem ở trên fanpage đó là cái màu vàng, thì chúng ta có đổi thành màu vàng như thế này. Đó, mọi người nhớ cái nút này không? Nếu mà chúng ta muốn cái màu gì, chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút này, kiếm cái màu mà mình thích, bấm vô. Ví dụ muốn màu đỏ, chích vào cái chỗ đây. Muốn màu xanh, mình lê chuột nó thành màu xanh. Muốn nó màu đỏ của cái nút này, lê chuột nó thành màu đỏ. Nó tóm lại là muốn cái màu nào đó ở trên màn hình thì các bạn hoàn toàn có thể lê chuột tới cái nút đấy. Hoặc là các bạn không muốn lê chuột thì các bạn cứ chọn màu ở trên đây thôi. Chọn, ví dụ như mình hồi nãy đang đổi thành màu vàng thì mình cứ đổi thành màu vàng. Đấy, đẹp đúng không? Lộng lẫy. Đấy. Rồi, và sau khi đổi mình bấm apply thì mình đã có một cái viền màu vàng giống rồi đúng không? Rồi bây giờ làm sao để thêm chữ ở trên đây? Thì chúng ta sẽ vào cái mục
là chữ, mình sẽ bấm vào thêm chữ, ví dụ mình thêm kiểu chữ này rồi mình kéo nó lên trên đầu, cái bự nó ra. Rồi ví dụ mình có thể viết thành kiểu chữ là vì sao. Vì sao cần làm video đẹp? Ví dụ tiêu đề của cái video này là vì sao cần làm video đẹp nha. Thực ra cái video này là cái video giới thiệu intro của Hường đấy. Tuy nhiên giả sử đây là cái bài chia sẻ là làm thế nào để vì sao phải cần làm video đẹp, chúng ta để ở đây. Rồi mọi người có thể là bôi đen nó và chúng ta chỉnh giống như chỉnh ở trên Word vậy đấy. Phông chữ, đổi phông chữ khác đi cho nó hoành tráng hơn. Ví dụ như đây. Rồi mình muốn chữ đậm thì mình sẽ bấm Ctrl B thì phải. Đó, Ctrl B. Rồi mình có thể là kích thước size chữ, mình kéo cái size nó bự lên thì thành ra chữ size. Mình có thể xuống hàng cho nó đẹp. Rồi ok, mình có thể đổi màu chữ thành cái màu khác hoặc là phông chữ thành cái khác. Mình có thể viết khoa chữ cái đầu tiên đi cho nó hoành tráng. Đấy, rồi ok, mọi người có thể đổi thành màu đen, có thể bôi cái này và chuyển cái chữ nó thành màu đen. Màu đen, màu đen, rồi ok. Ở dưới này mọi người cũng có thể là để thêm một cái tiêu đề khác thì kéo lên, đè nó lên tiếp ở trên chắc ba, cứ theo thứ tự vậy nha. Rồi chúng ta có thể lẽ là ví dụ như là người chia sẻ là bí quyết bán hàng chẳng hạn. Rồi bí quyết bán hàng mình có để phông chữ giống ở trên đi, Ctrl B nó cho nó đậm lên và đổi chữ thành màu đen. Rồi mình kích thước size của nó bự ra, mình coi thử size ở đây là bao nhiêu, 147 đúng không? Ở dưới đây mình cũng chỉnh thành 147, 147. Ok, nó đã đồng phải cái size ở trên rồi. Mình kéo nó vào trung tâm. Rồi mọi người muốn cho nó chạy hết video, nếu mà chúng ta để tới đây thôi thì nó chạy tới khúc này, qua khúc này là nó hết rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ kéo cho nó bự ra. Kéo cho nó bự ra. Ê, kéo cho nó bự ra. Kéo cho nó bự ra. Rồi ok. Rồi như vậy thì mình đã làm xong cái kiểu video để đăng lên fanpage. Và các bạn có thể chỉnh sửa một chút nha. Ví dụ như là mình có thể chỉnh sửa video mình muốn cho nó bự ra. Mình có thể cho nó bự ra để cho mình muốn cho nó bự ra. Thì mình cho nó bự ra. Đấy, tức là khi mà mình làm nó bự như này á, mình sẽ bị cắt mất hai bên nha. Các bạn có thể chỉnh cái chữ nó lên trên chút. Chỉnh cái chữ nó xuống dưới chút. Đấy, có thể cho nhỏ chữ lại, size mình cho size 130 thôi. Đấy. Rồi ở dưới mình cũng size 130 thôi. Rồi như vậy thì lúc này thì mình đã làm được cái video chính giữa nó to hơn. Nó to hơn tức là cái khung này nó to hơn để cho nó hấp dẫn ấy. Rồi nhưng mà vấn đề là hai bên này nó sẽ bị cắt, khi mà các bạn ra video nó sẽ bị cắt nha, thử này. Đấy, nó sẽ ra video như thế. Nó sẽ bị cắt. Thì các bạn lưu ý là nếu mà chúng ta muốn kéo ấy, ngoài cái viền chính hình vuông này nè là tất cả những cái phần còn lại nó bị cắt. Nên là chúng ta phải đảm bảo rằng là cái bên bị cắt nó không có nhìn, ví dụ như khỏe này cắt mất chữ K rồi thì còn hủy mất thì nó hơi kỳ, nên là đảm bảo cái video này phải cắt được, không có chữ bị cắt và không có người nào bị cắt, nhân vật chính bị cắt thì chúng ta mới làm, và không thì chúng ta cứ để nó thành cái kiểu cái kích thước của kênh YouTube bình thường. Đây là một cái video để đăng YouTube mà Hường chỉnh sửa nó như này để dễ đăng lên fanpage, bởi vì Facebook nó thích video vuông nên mình phải đăng, mình chiều ý nó mà đăng video vuông đấy. Rồi ok, thì ở đây ngoài ra thì còn có một số cái khác về cái việc làm video. Ví dụ như các bạn muốn nhạc thì các bạn cũng có thể chèn vô. Nói tóm lại là cái danh sách video chia sẻ về chỉnh sửa trên Camtasia Hường có làm rất là kỹ ở video trong kênh. Các bạn có thể tìm thấy nó ở phần video kết thúc của video này hoặc là ở dưới phần mô tả. Hường đã để sẵn là cái bộ video hướng dẫn sử dụng Camtasia chuyên sâu. Tới đây thì mọi người chỉnh xong hết rồi đúng không? Mọi người có thể bấm vào nút share, bấm vào local file và bấm vào chọn chế độ 1080 next. Ví dụ như là
mình đặt tên nó là video YouTube, à, fanpage Facebook đi, Facebook đấy, để rồi bấm enter cái là nó lưu lại. Ok, như vậy là đã xong, mình đã làm xong một cái video edit để đăng lên kênh YouTube quá dễ dàng đúng không? Bây giờ mình cùng xem thành quả. Đấy, video của chúng ta đấy. Khá là đẹp đúng không? Bây giờ chúng ta có thể cài đặt thời gian đăng, rồi chúng ta đăng lên fanpage, hoặc là đăng trên Instagram, đăng lên Facebook cá nhân của mình rồi, đăng trên nhóm, vân vân. Với hai cái viền này thì chúng ta sẽ trở nên đẹp và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Ok, hãy xem cái danh sách phát chia sẻ chuyên sâu hơn về cái phần mềm Camtasia thần thánh này nha. Đặc biệt là làm các video trên YouTube, TikTok nữa. Bye bye, hẹn gặp lại. Nhớ cho Hường một subscribe và một bình luận bên dưới. Bye bye.